Những chuyện vui bên em có khi anh sợ tan biến, vì anh biết khoảng cách sẽ dần giết ta theo thời gian. Sợ mất em, đôi mắt lại u sầu. Biết làm sao khi anh đã yêu em nhiều như vậy. Một kẻ bên em tôi mỗi giây nhưng lại cho em. Là con gái cứ phải bận lòng đắn đo khi hẹn hò. Làm thế nào để có thể bên nhau? Có lẽ cần một cái gật đầu xin cha mẹ về bên anh, để chẳng may đừng về chưa đông đã xe. Có bàn tay chở che em này, cái gật đầu dù trắng sáng rồng chỉ cần được bên em, để sẽ chia và dù cho ai có lỗi sẽ là anh giữ chân em lại. Để tìm được nhau phải đâu dễ dàng. Chỉ cần được bên em để sẻ chia, và dù cho ai có lỗi.